Tất cả các mẹ, hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé. Đó là mình sẽ làm nấu cháo cá hồi. Đây là cá hồi mình đã luộc và mình gỡ bỏ phần xương. Mình dầm nhuyễn rau cải bó xôi và cháo. Cháo mình cũng đã dây sẵn. Bây giờ mình bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên là cải bó xôi. Mình sẽ mang cải bó xôi này đi băm nhuyễn. Các mẹ cũng có thể là mình sẽ luộc cải bó xôi này. Nếu thay vì mình băm thì mình có thể luộc và mình rây qua, tán nhuyễn dây qua rây nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đi băm nhuyễn. Trước tiên thì mình sẽ cho cái chảo lên bếp và mình cho vào chảo khoảng 1 muỗng dầu ăn nhé. Và mình sẽ cho một chút xíu hành tím mình đã băm nhuyễn và mình phi thơm. Mình cho phần cá hồi của mình đã dầm nhuyễn vào. Mình đã loại bỏ xương ra và mình dầm nhuyễn. Các mẹ có thể bằm nhé. Mình xào cá. Video trước thì mình có chia sẻ là để cho cá hồi không còn là mùi tanh, khử đi mùi tanh của cá, thì khi mà mình luộc cá mình sẽ cho vào một xíu gừng. Và hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các mẹ một cách nữa, đó là trước khi mà mình luộc cá thì các mẹ có thể ướp cá với một xíu sữa tươi. Mình để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng chừng 30 phút và mình mang cá đi luộc thì cá cũng sẽ khử được mùi tanh và có mùi thơm của sữa, bé cũng rất là thích ăn. Mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho vào đây một xíu mắm nhé. Mình sẽ cho vào trong cá một xíu nước mắm, một xíu cho bằng đầu đũa. Các mẹ nhớ là khi mà mình xào cá thì mình cho lửa nhỏ thôi nhé. Con cá của mình lại lớn quá là nó sẽ bị cứng á. Nè, đây hôm nay mình xào lửa hơi lớn, cá của mình nó có hơi bị cứng một chút rồi. Là được rồi, mình đã làm xong cá. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu chả. Thay vì mình luộc rau thì mình sẽ làm những rau. Mình cũng sẽ cho vào đây khoảng hơn nửa cái nước và mình luộc, nhưng mà mình làm nhuyễn trước thì mình sẽ không cần phải mang rau đi dây nữa nhé, mà mình sẽ nấu cháo luôn. Các mom cũng có thể là mình luộc nguyên lá thì mình dây cũng được, nhưng mình thì mình làm trước rồi xong mình nấu, như là mình nấu cho rau chín đi rồi mình sẽ cho cháo vào nhé. Phần rau mà mình đã bằm vào. Mình cho cái phần rau này của mình chín luôn nhé. Rau mình bằm nên là nó rất là nhanh chín thôi. Mình cho vào là rau của mình nó đã đổi màu, nó đã nhuốm thành màu xanh mà cái rau thì nó cũng đã chín rồi. Mình sẽ cho luôn cái phần cháo vào nhé. Đây, cháo mình đã dây sẵn. Chưa được 7, chưa được 8 tháng, 1 tuần nữa mới được 8 tháng.
vào thì mình đã được một tô cháo cá hồi nấu với cải bó xôi dành cho bé. Bây giờ mình sẽ cho cá hồi vào, mình cho cá hồi vào tùy thuộc vào cái khẩu phần ăn của bé nhé. Như bé nhà mình thì bây giờ bé mới chỉ ăn khoảng 2 muỗng thôi. Hôm nay mình nấu cá hồi lửa hơi bị lớn các mẹ ạ. Các mẹ nấu cá hồi thì các mẹ để lửa nhỏ thôi nhé, để cho cái cá của mình nó được mềm hơn á. Hôm nay cá của mình nó hơi bị khô á. Nếu mà các mẹ muốn ví dụ một phần mình có nấu cá mà hơi bị khô á, và mình để mình muốn các bé mà không ăn được á, các mẹ có thể lấy cái chày á, mình giã cho cái cá của mình nó bông lên cũng được nhé. Như vậy cũng được, y như là mình làm chà bông cá vậy đó, cá hồi vậy đó. Vậy là mình đã vừa làm xong một chén cháo cho bé rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra tô cho bé ăn nhé. Nếu như thích video của mình thì các mẹ nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.